xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngư Dân Miền Tây. Hôm nay thì cha làm món cá ngát kho quạt với lại tôm khô nấu canh bầu mọi người. Có tôm khô nè. Tôm khô này là tôm khô ở nhà ghe mình cạo vô tôm á, xong rồi phơi luôn nên là rất là ngon. Chào cả nhà. Hôm nay làm món cá ngát kho tộ với canh bầu nấu với tôm khô. Vui vẻ với cả nhà nhà coi dùng vui vẻ với gia đình tôi không. Hôm nay có cô đỏ xuống rồi mọi người. Hôm nay thì cô đỏ thì sắp nghỉ Tết rồi mọi người nên là rất là rảnh nên là sẽ ăn cơm cùng gia đình mình trên ghe luôn. Đấy. Cá ngát rồi mọi người. Bây giờ thì cha đang khứa nhỏ ra xong rồi ốp hả cha? Ốp kho qua quéo. Với lại ăn chung với canh bầu đó mọi người. Canh bầu nấu với tôm khô. Giờ bầm tỏi với ớt bầm vô rồi bỏ vô cá nè úp. Bầm tỏi cho nó thơm rồi nha. Bầm tỏi vô cho nó thơm con cá không bán mùi tanh. Với ớt. Ốp miếng đường yên một ngõ bột bột này cha, bột ngọt cái nhà có cá bỏ muối nước mắm không đi, muối không ngon mà nước mắm cái muối nó mặn đậm hơn cha, còn cái nước mắm thì nó thơm hơn đấy, nó thơm nước màu không cha, màu vô đây sao lấy rửa nó trộn rồi. Như đây cá thì đủ ba cha con mình ăn rồi mọi người, rất là nhiều cá luôn, với lại còn nữa, một cái món nữa là canh bầu nấu với tôm khô nữa. Nên là vô đây cá là chắc là ba cha con mình ăn đủ á. Quan trọng rồi, xong rồi giờ để cá ở đây cho thấm đi, giờ gọt bầu đi. Cho thấm cá thì lát kho sao. Rồi cho thấm cá thì gọt bầu. Cá đổ ăn liền nó không thấm cá. Ốp để hơi rồi thấm cá rồi mới đổ cái dầu ăn vô. Cha thường thường thì cái con cá này nè mình ăn rất là béo không cha? Đúng không? Đấy, cá ngát rất là béo mọi người. Ngát xong rồi nó mỡ không à. Cá ngát này là cá ngát bắt được ở ngoài thiên nhiên chứ không phải là cá ngát nuôi gì đâu mọi người. Đây là cái thịt của nó ăn rất là béo. Rồi vò lên. Do là cái lọ của mình nó bị một chút xíu nhỏ nên là phải châm yếu rồi. Châm cái mồi lên mới được. Trời khá là gió lắm mọi người.
Đấy, bây giờ thì chỉ còn ngồi đợi cho cá kho nó chín. Rồi tiếp theo đó nữa thì cha sẽ làm một cái món mới, đó là canh bầu với lại tôm khô mọi người. Đấy, cha đang ngồi ngoài sân. Mọi người ơi, thấy cái nồi cá kho của cha hấp dẫn không? Bây giờ thì cha đang chở cá hả cha? Chở cá lại cho nó thấm đều. À, cha mình đang chở cá lại để mà cho nó thấm hai bên luôn mọi người. Đấy, mọi người thấy nó sâu nhìn thèm chưa? Đói bụng tới. Đói bụng đó. Con đói bụng dữ rồi cha. Nhát này sống mà mới bắt lên đây mà nhát này. Ghe mình đó mọi người, thường thì đi đánh bắt cũng hay cào cái ngát này rất là nhiều nè mọi người. Cái ngát thì thường thì cào đâu là dễ có nhiều nhất cha? Cào mấy chỗ gốc rồi mới có cá ngát này, nó nhiều, nó nằm trong gốc không à. Gốc hình như là gốc trà rồi cũng lùm luôn. Là mấy cái cây mọi người, mấy cái cây nó hay chui vô giỏng á. Đấy rồi. Mấy cái cây, mấy cái chỗ mà nói chung là mấy cái chỗ mà rất là nguy hiểm, rất là khó khăn. Cây gốc nọc rồi gãy rồi nằm dưới dính vô đó mới gốc cá ngát mới nhiều được. Thường thì nếu mà dính cá gốc, dính cá ngát thì là vô một bầy không không cha? Vô một bầy chục ký, năm sáu ký rồi, 7-8 ký rồi. Thường thì mình hay đi theo ghe thì thấy cha cạo lâu lâu cạo cá ngát rất là nhiều mọi người, thường thì dính một bầy luôn. Đấy, cá ngát thì thường thì nó đi bầy với mọi người, còn câu thì một hai con thôi. Đấy, mọi người thấy cái nồi cá kho hấp dẫn chưa? Đó, bữa rồi. Cái bụng chưa đỏ? Hiện tại bây giờ thì 4 giờ chiều mọi người, nên là nấu xong cái bữa cơm này là ăn cơm chiều luôn. Cá kho cạo rồi, cần cạo rắc tiêu lên cho nó thấm vô con cá luôn. Mặn mặn ngọt ngọt. Ok. Rắc tiêu sọ lên rồi, nó thơm. Rắc cái tiêu, mùi tiêu nó thơm hơn cha. Rất thơm luôn. Cha vừa kho xo công cái cá này mọi người, bây giờ thì cha sẽ bắt chảo này lên để mà nấu canh bầu mọi người. Canh bầu với tôm khô. Rồi nấu chảo đổ mới vô ăn rồi, chán cái chảo sao đổ. Đổ nước cho thử. Wow, cái mùi hành phi rất là thơm mọi người. Thơm đó. Phi cho nó vàng không hả cha? Phi cho nó vàng vàng đi. Bỏ tôm khô với bạch. Mình là tật gan. Gà vịt gan bỏ vô xào chung với bầu rồi bỏ miếng tôm khô vô
Tôm khô này là tôm khô ghe mình cào được tôm á, nên là tự làm luôn mọi người. Mắm cho thơm mà cha. Mắm cho nó thơm nó ngọt. Xong rồi mình bỏ cái bầu mình xào phải không? Chứ đâu. Mình bỏ bầu luôn. Mình đâu có nấu canh đâu hả? Mình xào hả? Xào với cho nó sạch sạch nước. À, cái này là cha mình xào mọi người để mà cho nó ngọt hơn. Rồi bỏ nước vô nhiều quá thì nó thành ra nó lạc. Nước bầu nó ra luôn, nó ngọt. Cái mùi nó thơm quá. Mùi hấp dẫn nè. Cho thêm nước ngọt nó đi cho nó mãi như kia, giờ thêm nước ngọt cho nó thấm vô bầu. Rồi nếm luôn. Sạch sạch thì cái nước hấp. Cha mình chỉ đổ một ít nước thôi mọi người, để mà cho cái nước bầu nó ra nữa. Dây vàng 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 đã. Quá đã luôn. Cha cái này thì mình nấu cho nó cái bầu nó vừa chín tới thôi, đừng cho rục quá đâu, phải không cha? Nhưng mà rồi chín cho nó dễ giòn giòn, nếu mà rục quá nó mềm quá ăn là mềm quá thì ăn nó sẽ không. Nó là mềm quá thì nó ăn nó rã ra mọi người, nên là không ngon, nên là chỉ cho cái bầu nó vừa chín tới thôi. Cha con tôi cha trâu canh cơm canh bầu nấu với tôm khô cá ngát khô quạt dùng cho nó vui nhà. Rồi mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình luôn nha. Một chén nước vô húp mà ăn là hết cơm luôn cha. Rồi ngọt quá, tôm khô nấu ngọt quá, canh bầu thì ngọt rất là ngon. Bây giờ thì nay ăn cơm à, thiếu bạn hèn này không có nhậu cơm không
Hôm nay cha tẩm bổ lại. Thường thường thì cha nhậu nhiều lắm mọi người, nên là hôm nay không có cho nhậu mà ăn cơm. Wow, cá ngát nè, thử miếng cá ngát cá ngát ngon chưa? Nó khô quá, không trong bầu hết lần nè. Cái da cá ngát nó dính béo. Cái da nó dày phải không cha? Béo. Cá hay da, ngát hay da. Cá này ngon. Khô rồi sạch sạch, cái da nó dính cá ngát rồi nó béo quá. Hồi nãy mọi người thì mẹ mình cũng có ra nữa, nhưng mà nước thì nó chưa có lớn dữ nên là mẹ mình xuống ghe không được, nên là mẹ mình về lại. Hôm nay thì không có mẹ mình, chỉ có cha mình và cu đỏ với lại mình. Đấy, bây giờ thì mình ăn cơm nha, mời cả nhà ăn cơm với mình nha, cùng với cu đỏ với lại cha. Đấy, kèm với nước canh rất là ngọt. Cái nước nó vàng vàng đã hả cha? Cái nước của tôm khô ra quá. Tôm khô luôn. Wow. Gắp thử con tôm khô ăn nè. Đây là tôm khô mọi người. Canh nó lạc lạc, nó chan nước mắm vô. Ngọt lắm. Cái con cá ngát này thì kho với lại nấu canh chua là ngon nhất không cha? Kho nấu canh chua với lại canh tương hộp rồi. Có kho mắm đó, như lúc trước mình có kho mắm đó mọi người, ăn cũng rất là ngon. Kho đấy, cá ngát này rất là béo đấy, mọi người thấy không? Đấy, có tiêu với ớt cay cay với lại hành rất là thơm. Béo lắm. Bầu vừa chín tới ngon. Ăn giòn. Có ngò rí vô thơm. Tiêu. Ăn cái cử cơm này là no mập luôn cha. Về tối về ngủ khỏe luôn. Ăn gì ăn đó. Vừa làm mấy chén. Mấy chén? Ba chén. Trời. Nó ăn ngon hơn cha, nên cha ăn mấy chén cha. Nó ăn ngon, miệng rất là cũng cỡ đó, ba chén rồi. Mình cũng ráng theo mọi người ơi, mình thường ăn ít lắm. Nhưng mà ráng theo hai chén thôi, hai hoặc ba chén cũng được. Tại vì... ăn con tôm khô nó ngọt, ăn ngon, thơm cái mùi tôm khô. Ăn rất là ngon. Wow. Cá ngát á, mọi người, cá kho này thì cay cay ăn mới ngon. Cha làm chén thứ hai rồi mọi người. Cu đỏ chén hai, mình thì còn nguyên, mình cầm một tay nữa mình rất là khó quay, khó ăn. Cha miếng nước mắm vô đó, lỡ chan vô đấy, cha miếng nước mắm vô mới vừa ăn. Hổm giờ thì mình cũng ít ra video mọi người, tại vì Tết á mọi người, nên là rất là bận rộn. Với lại ghe cũng muốn chạy, tại vì trời rất là thổi luôn, nên là không có đi theo ghe. Ngon lắm. Tôm khô nữa mọi người. Cá gì cũng đỏ ăn lại đi. Ngon lắm. Bầu nè. Nghĩ là ba cha con mình ăn không hết đâu, tại vì rất là nhiều luôn. Lại đó. Ăn cá kho rồi mọi người, nên là kho cay ăn nó mới ngon. Tại vì con cá này thì thường nó béo quá mọi người, nên là rất là tanh, cũng khá là tanh đó. Nhưng mà có ớt vô thì ăn rất là ngon, rất là béo. Cá tự nhiên ăn cũng đâu có tanh, cũng cá đồng, cũng tanh dữ.
đúng rồi. Cá đồng thì thường con cá là con cá chê á mừng cha, cá chê tanh lắm. Con cá này thì rất là giống cá chê nhưng mà cái cá này không có tanh đâu mọi người, không có tanh mà cá chê. Con cá chê thì rất là tanh, còn con cá này ăn béo. Cá chê nó tanh, còn cá mà nuôi ao rồi bèo á tanh. Con cá này thì nó có gai mọi người nên là con cá này thường bị đâm rất là nhức. Nhưng một loại thịt cứ ăn rất là ngon. Ngon béo. Nó mới học về nó bụng rồi gặp ngay chút cơm rồi giờ ngon. Có chừng nào nghỉ Tết đó? Rồi, bữa nay nghỉ luôn. Bữa nay cô Đỏ nghỉ Tết luôn. Cô Đỏ nó học lớp 8 rồi mọi người. Mà nhìn nó ốm vậy đó. Có chứ ngủ mất cũng được, cũng ngon. Cho thèm rượu mọi người. Chén thứ mấy rồi Đỏ? Thứ 3. Thôi, con Đỏ nó làm quả thứ 3 nè mọi người. Mình chưa xong quả nữa. Cho thì 2 quả. Phải ráng theo mới được. Nãy giờ ba cha con ăn xong bữa cơm chiều rồi thôi, chào tạm biệt cả nhà không.